Chào mừng quý vị đã quay lại với kênh Nhà đất Tuấn Nguyễn. Đầu video, Tuấn Nguyễn xin chào quý vị và chúc quý vị và các bạn khách hàng của Tuấn Nguyễn trên mọi miền Tổ quốc có nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Tuấn Nguyễn về thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Hôm nay Tuấn Nguyễn sẽ review cho quý vị và các bạn một căn biệt thự mặt tiền đường, kinh doanh buôn bán đa ngành nghề, sầm uất bậc nhất thành phố Biên Hòa, Đồng Nai quý vị nhé. Trước khi giới thiệu công năng chi tiết của căn biệt thự, Tuấn Nguyễn xin giới thiệu qua cơ sở hạ tầng, đường xá lưu thông đấy, xung quanh cho quý vị biết. Đây là con đường Nguyễn Thành Phương quý vị nhá. Đây, quý vị này, con đường Nguyễn Thành Phương của chúng ta đây. Đấy, khu vực này thì chúng ta đi qua cầu Biểu Hòa, chúng ta qua thành phố Di An, thành phố Linh Xuân, Thủ Đức quý vị nhá. Chúng ta đi lên sân bay Tân Sơn Nhất. Con đường nhựa của trước căn nhà, căn biệt thự chúng ta là con đường nhựa 10m, có vỉa hè cây xanh 3m như thế này. Ở đây thì kinh doanh buôn bán đa ngành nghề đấy. Đấy, dân cư hiện hữu sầm uất như thế này. Và đây, đây là căn biệt thự ở dưới cái bóng mát của cái cây cảnh trước nhà. Đây quý vị này, căn biệt thự của chúng ta đây, mặt tiền đường luôn quý vị nhá. Căn biệt thự này thiết kế là 2 lầu 1 trệt đấy. Có diện tích là chiều ngang 8,6 quý vị nhé, chiều sâu là 22, nở hậu 12 đấy. Phía trên 8,6 quý vị nhé, nở hậu 12 nhân với 22m chiều dài, tổng diện tích chúng ta có 195m2 đấy, có sổ hồng và phun thổ cư luôn quý vị nhé. Căn biệt thự của chúng ta có hướng nam đấy, quý vị nào có phong thủy phù hợp với hướng nam thì quý vị hãy liên hệ ngay với Tuấn Nguyễn để sở hữu căn biệt thự mặt tiền đường kinh doanh buôn bán như thế này. Đấy. Thiết kế 1 lầu 1 trệt 2 lầu đúng không ạ? Có 3 phòng ngủ, có 1 phòng thờ, đặc biệt là có 1 hồ bơi quý vị nhá. Đấy, sân xe hơi và 1 kho. Đấy. Mặt tiền kinh doanh buôn bán giá rất là rẻ. Cuối video Tuấn Nguyễn sẽ báo giá cho quý vị và các bạn. Còn phía tay phải chúng ta đây là chúng ta đi qua trung tâm thành phố Biên Hòa đúng không ạ? Đường 5, đường Nguyễn Ái Quốc quý vị nhá, đường Võ Thị Sáu. Đấy, khu dân cư D2D của Võ Thị Sáu. Bây giờ Tuấn Nguyễn sẽ đi vào bên trong giới thiệu rõ hết công năng chi tiết căn biệt thự này cho quý vị và các bạn xem. Đây quý vị, căn biệt thự của chúng ta thì quý vị rất dễ nhận ra bởi vì cái tường rào bê tông cốt thép chúng ta lát gạch đá hoa cương hết quý vị nhá. Xin lỗi quý vị là lát đá hoa cương hết, từ bên này qua bên kia là 8m6 quý vị nhá. Nở hậu là 12m. Đấy. Ở bên này chúng ta có một cái cửa bên hông. Đấy, hai cánh chúng ta đi chợ búa về chúng ta đi vào cửa này cũng được. Và đây là cửa chính quý vị này. Cửa chính chúng ta chạy xe hơi vào. Thì hiện bên trong chúng ta có một cái xe Kia 7 chỗ lớn như thế này. Đấy. Còn sân còn rất là rộng, chúng ta đậu thoải mái quý vị nhá. Đây, toàn cảnh căn nhà chúng ta, căn biệt thự của chúng ta đây, cực kỳ đẹp luôn. Căn biệt thự này rất là nhiều công năng. Tuấn Nguyễn review ở bên trong chi tiết hơn, chắc chắn là quý vị sẽ ưng, đúng không ạ? Rất là đẹp. Đây, những cái cánh cửa này thì chúng ta mở bằng điện, quý vị nhá. Đây, cánh cửa này là cửa điện. Đấy, chúng ta mở là nó chạy từ ở bên trong kia, chạy vòng vòng đường theo đường dày, quý vị nhá. Đây, chạy vòng vòng theo đường dày, đấy. Quý vị nhìn thấy cánh cổng vuông như thế này nhưng mà nó lại đi bằng đường dày như kiểu là tàu ga xe lửa đấy quý vị ạ. Đây quý vị nhìn này. Đó. Anh chị chủ nhà này hiện đang ở bên nước ngoài quý vị nhá. Đấy, chứ không phải ở Việt Nam. Đấy, gửi trên kênh Nhà đất Tuấn Nguyễn xin review qua để giới thiệu với quý vị. Và đây, cái sân xe hơi của chúng ta đang còn rộng như thế này này. Bên tay phải của Tuấn Nguyễn là khu vực không gian. Đấy. Chúng ta rất là mặt tiền bên hông đấy, chúng ta có thể để một cái lối đi như thế này rộng khoảng 2m, chúng ta đi xuống về phía sau là cái kho quý vị nhá. Đấy. Hai bên tường này chúng ta xây cao đấy, trồng những cái cảnh ở đây. Mặt tiền đường căn nhà này thì ốp đá hoa cương hết quý vị nhá. Ở trên thì ban công lan can kiến cường lực đấy. Đây là bậc thềm đá hoa cương để chúng ta bước vào phòng khách. Thì hôm nay Tuấn Nguyễn đi review căn biệt thự này thì cũng có rất nhiều khách đi xem quý vị nhá. Đây quý vị, chúng ta có 4 cánh cửa nhôm sinh pha. Đó. Bên trong chúng ta có hệ thống màn gió quý vị nhá. Khu vực này thì có hệ chúng ta trang trí cái cảnh ở đây.
tủ giày dép ở bên ngoài. Tất cả đều tặng cho chúng ta hết quý vị nhá. Và đây là không gian phòng khách, quý vị nhìn có đẹp không? Cực kỳ đẹp đúng không ạ? Một căn biệt thự thiết kế theo cái kiểu hiện đại. Đấy, sang trọng. Và Tuấn Nguyễn xin bật mí thêm cho quý vị rằng khi mà chúng ta mua căn biệt thự này á thì anh chị chủ nhà sẽ tặng hết nội thất cho chúng ta quý vị nhá. Đây, không gian phòng khách. Đấy, sàn lát gỗ hết quý vị nhá. Cửa nhôm sinh pha, một bộ bàn ghế salon nệm như thế này. Đây là vách tượng. Đấy, tần chỉ thạch cao này. Đấy, đèn chiếu sáng. Cái mặt tiền bên hông thì chúng ta trổ cửa sổ hết quý vị nhá. Đây, sắt sơn kính điện màu trắng. Đấy, cửa nhôm sinh pha. Khu vực này chúng ta là khu vực để tivi đầu máy, rất là rộng rãi. Có tủ lam gỗ chúng ta trưng bày những cái vật dụng lưu niệm. Đúng không? Không gian rất là rộng. Và quý vị đang nhìn trên màn hình Tuấn Nguyễn đây, máy lạnh âm trần quý vị nhá, Toshiba. Cái này thì thường thường chúng ta thấy trong nhà hàng khách sạn rất là nhiều đúng không ạ? Còn những ngôi nhà thì chúng ta ít thấy những cái máy lạnh như thế này. Đấy, quý vị biết là rất là hiện đại đúng không ạ? Đây, tần chỉ thạch cao, đèn chiếu sáng, đèn màu lung linh như thế này. Nhà này rất là mới quý vị nhá. Nhà này thì chủ nhà của chúng ta cũng sử dụng khoảng được năm hơn năm gì đó thôi. Đây là khu vực không gian phòng ăn, phòng bếp. Quý vị nhìn tần chỉ thạch cao trước này. Đấy, có quạt tần Panasonic này. Đây có cái bàn ba quý vị nhá. Và bàn bếp của chúng ta bằng đá hoa cương nhập khẩu. Hai dàn tủ bếp trên dưới như thế này. Bếp từ, bồn rửa chén inox 304. Đấy, tủ lạnh LG hai cánh lớn. Đấy, đồng hồ, máy quạt. Đấy, song chảo nồi niêu, rồi là chén bát. Đấy, rượu riếc. Tất cả đều tặng hết cho chúng ta quý vị nhá. Đây, quý vị nhìn hệ thống này. Đấy, quý vị nhìn có đẹp không ạ? Ngôi biệt thự này Tuấn Nguyễn bảo đảm với quý vị rằng sẽ làm hài lòng quý vị nào khó tính nhất. Khu vực này là máy nước nóng. Và cái tủ dưới chân cầu thang chúng ta để đồ. Ở bên này chúng ta có thêm một cái tủ rượu. Và khu vực bàn ăn của chúng ta ở đây quý vị này. Wow, khu vực bàn ăn 8 ghế. Đấy, tuyệt đẹp đúng không ạ? Xung quanh cửa nhôm sinh pha. Ngoài này chúng ta có sân vườn, xung quanh hồ cá koi luôn quý vị ạ. Đấy, trên chúng ta có hồ bơi, dưới có hồ cá koi. Quý vị nhìn này. Đấy, bao sắt hết. Đấy, ở ngoài này có quạt luôn quý vị nhá. Đây là hoàn toàn bộ. Đấy, ốp đá tự nhiên hết quý vị nhá. Cây cảnh này. Và đây mà có con bàn uống cà phê, uống trà, hút thuốc ở đây. Đấy, hồ cá koi của chúng ta đây. Quý vị thấy có xa xỉ chưa? Đủ đẳng cấp cho quý vị tiêu khiển chưa? Wow, Tuấn Nguyễn bảo đảm với quý vị rằng quý vị nào có nguồn tài chính kha khá chút xíu, chúng ta về đây sở hữu căn biệt thự này thì ôi chao ôi, đời cũng đến sướng như thế là cùng thôi quý vị nhá. Này, quý vị nhìn có đẹp không ạ? Đó, đây là một dàn hoa lan phía sau chúng ta. Đấy, lối thoát hiểm cũng như là hiên bên hông, trước sau đều có hết quý vị nhá. Ba bên đều có hết. Đấy, căn nhà chúng ta là thông thoáng. Đấy, không gian mở. Khu vực này là có hai lớp cửa quý vị nhá. Một lớp cửa quân đức đây này và một lớp cửa nhôm sinh pha. Đấy, wow. Đây là khu vực an ninh của người ta là hàn sắt CNC màu trắng hết quý vị nhá. Đó, một căn biệt thự phải nói là đẳng cấp luôn. Đấy, căn biệt thự này mà quý vị nào chê nữa thì Tuấn Nguyễn cũng đến là chịu thôi đúng không ạ? Tuấn Nguyễn cũng không biết nói với quý vị như thế nào nữa đâu ạ. Thật sự là tuyệt vời luôn quý vị nhá. Này, đẹp lắm luôn. Căn biệt thự này đặc biệt Tuấn Nguyễn xin gửi tới cô chú kiều bào ở bên nước ngoài, khách hàng của Tuấn Nguyễn đang yêu cầu Tuấn Nguyễn là sưu tầm cho cô chú một số cái sản phẩm biệt thự, nhà đất ở thành phố Biên Hòa, Đồng Nai chất lượng. Thì đây, hôm nay chắc chắn Tuấn Nguyễn có cái video này sẽ đáp ứng được cái yêu cầu của cô chú. Bây giờ Tuấn Nguyễn sẽ lên lầu
khu vực cầu thang chúng ta có tụ bằng gỗ sồi đấy, bậc lên xuống cũng bằng gỗ sồi, tay vịn cũng bằng gỗ sồi, kết hợp với lại kính cường lực rộng 1 mét, chúng ta lên xuống rất là thoải mái. Đấy, cầu thang rất là rộng quý vị nhá. Đây là lầu 1. Lầu 1 căn biệt thự chúng ta thì Tuấn Nguyễn sẽ quay phía sau trước. Phía sau chúng ta có 2 phòng ngủ. Tuấn Nguyễn quay bên trái trước này. Phòng ngủ master này. Đấy, giường chăn ga gối nệm quý vị nhá. Cửa sổ view bên hông. Đó. Bàn làm việc, bàn học, tủ quần áo. Đó. Cánh cửa bằng gỗ, máy lạnh Toshiba. Đấy, quý vị thấy cái phòng ngủ có đẹp không? Hai cánh cửa sổ như thế này thì là quá tuyệt vời rồi, đúng không ạ? Những căn nhà nào mà như thế này thì đúng là có một cái quỹ đất rất là lớn chúng ta mới làm được như thế này, đúng không quý vị? Cực kỳ tuyệt vời luôn. Đấy. Chủ bên nước ngoài, quý vị nhá. Tạm thời là có cô em gái ở đây trong nhà thôi, không có chủ ở nhà. Và đây quý vị, phòng tắm đây. Kính cường lực ngăn cách phòng tắm riêng biệt quý vị nhá. Gạch lát full. Đấy, bồn cầu xịn, có bồn tiểu luôn. Lavabo rửa mặt xịn sò chưa? Đấy, rửa gương soi đây quý vị này. Gạch thì phối 3 màu. Đẹp lung linh đâu. Tuyệt vời. Đấy, cửa gỗ sồi nguyên khối như thế này. Đây là phòng ngủ số 2. Phòng ngủ số 2 của chúng ta đây. Giường chăn ga gối nệm. Có 2 cửa sổ ra view phía sau. View bên hông chúng ta có tiếp một cửa sổ lớn nữa. Đấy, ghế nè. Bàn đầu giường, bàn đêm nè, chăn ga gối nệm đầy đủ đúng không ạ? Máy lạnh Toshiba. Đấy, tủ quần áo của chúng ta ở trong này. Đây là hàng xóm của chúng ta đây quý vị. Đấy, bên kia có một cái biệt thự quý vị nhá. Phía trước có một cái biệt thự nữa. Đây là nhà bình thường thôi. Đây là các khu học hành, làm việc đấy của con chủ nhà quý vị nhá. Đó. Quý vị thấy đẹp chưa? Một phòng ngủ phải nói là quá VIP luôn. Đây là không gian sinh hoạt chung, đúng không ạ? Chúng ta có cái bàn như này chúng ta để nói chung là mọi thứ chúng ta muốn. Chúng ta có ban công bên ngoài này. Chúng mình quay xíu cho quý vị xem. Đây. Ban công hành lang bên ngoài của chúng ta đây. Đấy, trồng rau sau này là gọi là rau gì quý vị? Thủy sinh à. Đó. Quý vị thấy gia đình nhà người ta sinh sống có đẳng cấp không? Đó, người ta trồng rau như thế này nè. Hành lang bên hông nè, có vòi nước luôn quý vị nhá. Đây là ốp nhựa giả gỗ hết. Đấy. Đây, chúng mình sẽ quay cho quý vị nè. Đấy. Hệ cửa này. Đó. Quý vị thấy chưa? Đó, nhà có điều kiện cho nên mặt tiền đường kinh doanh đắc địa như thế này, nhưng mà người ta không kinh doanh quý vị nhá, người ta chỉ ở thôi. Đó, lan can này, ban công này, quý vị nhìn này. Đó, kính cường lực nhập khẩu luôn đúng không ạ, xịn sò luôn. Đây chúng ta có một lớp cửa cuốn đúng không ạ, cửa chính của căn phòng ngủ master. Chúng mình sẽ quay bên trong cho quý vị xem. Và đây là phòng ngủ số 3, phòng ngủ master của chúng ta đây quý vị. Đây, phòng ngủ master của chúng ta có một nhà vệ sinh ở bên trong đây. Cửa gỗ sồi nguyên khối. Chúng ta có bồn cầu xịn này. Phòng tắm ngăn cách bằng kính cường lực riêng, đúng không ạ? Gạch lát full, có hệ thống hút mùi, đúng không ạ? Đèn chiếu sáng này, quý vị nhìn ok chưa? Khu vực để khăn mặt và quần áo ở đây. Lavabo rửa mặt, gương soi. Đấy, hai bên luôn quý vị nhá. Đấy, quý vị thấy đẹp không? Cực kỳ tiêu chuẩn đúng không ạ? Căn biệt thự này thì Tuấn Nguyễn đảm bảo với quý vị rằng quý vị nào có tiền về đây sinh sống thì tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đây căn phòng ngủ master của gia chủ đây. Một cái giường này phải đến là 2,5 mét quý vị nhá. Đó, quý vị nhìn cái giường này là mấy mét ạ? Tuấn Nguyễn không nói ngoa luôn. Thực sự là nó rất là lớn. Phải 2,5 mét quý vị nhá. Đấy. Đây là cánh cửa cuốn mà lúc nãy Tuấn Nguyễn đã quay ở mặt tiền bên ngoài rồi cho quý vị rồi đúng không ạ? Với 4 cánh cửa nhôm sinh pha. Chúng ta có màn gió này, trần trí thạch cao là đẹp vô đối luôn đúng không ạ? Đèn chiếu sáng sáng rực.
Bên này chúng ta có một gian tủ quần áo, đúng không ạ? Và đây nữa, tủ quần áo của phụ nữ này, của đàn ông này, mà thích màu gỗ thì màu, thích màu trắng, đúng không ạ? Ngọc Trinh, ok. Khu vực bàn phấn này, đấy, loa nghe nhạc này, cửa sổ, đó. Cửa chính là rất là lớn, cửa sổ hai cửa luôn, quý vị nhá. Wow, một căn biệt thự Tuấn Nguyễn cảm nhận được cái vị trí, cái đẳng cấp cực kỳ cao, quý vị nhá. Bây giờ chúng ta sẽ theo chân Tuấn Nguyễn, chúng ta đã lên lầu nào. Lên lầu trên cùng, lầu 2, quý vị nhá. Đấy, căn biệt thự của chúng ta thiết kế 2 lầu 1 trệt. Có ban công 3 bên, có hồ cá koi, có hồ tắm, để tắm luôn, hồ bơi luôn, quý vị nhá. Đây là không gian mà quý vị chắc chắn sẽ quan tâm nhất. Quý vị nhìn này, hệ thống điện của người ta, quý vị này. Đấy, máy lọc với lại năng điện năng lượng mặt trời, quý vị nhá. Nhà này xài điện năng lượng mặt trời, không có tốn điện. Đấy, quý vị nhá. Đây, Tuấn Nguyễn sẽ cho quý vị xem luôn. Mà quý vị nào, quý vị nhìn như thế này, quý vị cũng biết là hệ thống điện năng lượng mặt trời rồi, đúng không ạ? Đây, chỉ có những người mà chưa xài á, thì thật ra không nhận ra đâu, đúng không ạ? Nhưng mà người nào người ta xài điện năng lượng mặt trời rồi, người ta chỉ nhìn cái hệ thống này là người ta biết thôi. Bên ngoài này chúng ta có một cái bể bơi, triệu đô, triệu view luôn, quý vị này. Ôi trời ơi, Tuấn Nguyễn chỉ thốt lên được một từ như vậy thôi, quý vị ạ. Đời cũng đến thế mà cùng ấy, quý vị nhỉ? Này, quý vị ơi, quý vị thấy có đẹp không? Cực kỳ đẹp luôn, quý vị nhá. Đây, ở đường sau căn biệt thự chúng ta là có một vườn cây ăn trái của nhà hàng xóm như thế này. Nó mát rượi vô cùng, nó phả cái hơi gió. Đấy, cái hương thơm của hoa trái vào căn nhà chúng ta phải nói là tuyệt vời luôn, quý vị nhá. Wow, đây. Không gian của căn biệt thự chúng ta đây quý vị này, hồ bơi đây quý vị này. Quý vị nào ơi, hãy có tiền thì hãy về đây. Đây là cái tấm bạt này, đấy. Chúng ta thích kéo ra kéo vào thì chúng ta kéo, đây quý vị nhá. Đó, đấy. Đó, quý vị thấy chưa? Đó. Và đây là cái năng lượng mặt trời mà Tuấn Nguyễn muốn giới thiệu với quý vị nè. Đây, một dàn năng lượng mặt trời quý vị nhá. Tuấn Nguyễn không có nói sai đâu. Căn nhà này người ta không xài điện ấy, điện lưới quý vị nhá. Đấy, xài năng lượng mặt trời hết, cho nên quý vị không cần phải mất tiền điện. Đấy, camera an ninh. Đây, cái view bên hông này. Ở đây người ta để một gian cục nóng này quý vị này. Đó, một gian cục nóng luôn. Mà người ta làm phải nói là nó kỹ. Nhìn nó kỹ, nó đâu vào đó lắm quý vị nha. Cực kỳ đẹp luôn. Khu vực bể bơi này á, rất là rộng. Đây, gia đình con cháu chúng ta thoải mái mà bơi tung tăng mát mẻ, đúng không ạ? Wow. Cái này thì Tuấn Nguyễn thật sự là cũng nói với quý vị là dành cho những đại gia thôi. Thật sự là như vậy. Người có tiền thôi. Chứ như tầng lớp như Tuấn Nguyễn thì chắc ở đây cũng chỉ là một cái giấc mơ thôi quý vị nhá. Đấy, có một bể bơi lớn như thế này. Ở trong này chúng ta có một cái gì đây? Đây là máy giặt này. Máy giặt hai cái chủ nhà không có dùng tới quý vị nhá. Đấy, chủ nhà không có dùng tới thì chủ nhà để đây thôi cũng chẳng biết làm gì. Trong này chúng ta có một nhà vệ sinh quý vị nhá. Đây nhà vệ sinh của chúng ta đây. Gạch phối 3 màu, bồn cầu này. Đấy, lavabo rửa mặt, gương soi các thứ đầy đủ luôn quý vị nhá. Khiếp chưa? Đấy, cửa nhôm chinh pha. Đấy, chúng ta đi ra này chúng ta xuống bể bơi cũng ok. Mà chúng ta đi ra phía sau cũng ok luôn quý vị nhá. Wow. Phải nói là một căn nhà tuyệt đẹp. Ở đây là hệ thống máy bơm nước quý nha. Đấy, người ta làm một cái sàn như thế này. Tuyệt vời chưa? Có máy bơm nước ở dưới này này để cho phục vụ cho cái hồ cá koi với lại cái bể tắm, bể bơi của chúng ta quý vị nhá. Và đây là không gian sinh hoạt chung cũng như chúng ta bước ra phòng thờ, khu vực phòng thờ đây. Đây có máy chạy bộ này. Khu vực phòng thờ chúng ta có một dàn cửa nhôm sinh pha. Ở đây thì chủ nhà bên đạo cho nên không gian này chúng ta thấy toàn tượng của cha, đúng không ạ? Của thánh giá. Đấy, Tuấn Nguyễn thì cũng không rành cho nên có khi Tuấn Nguyễn nói gì sai quý vị cũng hết sức thông cảm. Đấy. Đấy, Đức Mẹ này, đó. Quý vị thấy cái view đẹp chưa? Đấy, ốp đá hết bốn bên đúng không ạ? Đây thì chúng ta có một cái bàn gỗ ở đây rồi, chúng ta ngồi đây. Đấy. Wow, ngắm hoàng hôn, đấy, ngắm buổi chiều đúng không ạ? Ngắm thành phố. Tuyệt vời. Đấy. Quý vị thấy có đẳng cấp chưa? Căn biệt thự này đẳng cấp chưa quý vị?
quá đẳng cấp luôn quý vị ạ. Thật sự là sao mà họ làm những căn nhà đẹp như thế. Đấy, đường lộ này, ngay quý vị nhá. Đó. Đây, thành phố Biên Hòa của chúng ta đây quý vị này. Đấy. Căn nhà chúng ta nở hậu quý vị nhá. Đấy. Chiều ngang phía trước là 8m6, nở hậu là 12m quý vị nhá. Đấy, camera này. Đấy. Chúng ta có 4 cánh cửa nhôm chinh pha. Phòng thờ của chúng ta đây. Tuyệt vời luôn, đúng quý vị. Một căn biệt thự đúng là triệu đô thật. Đấy, Tuấn Nguyễn cùng nhìn với quý vị, chúng ta xem lại cái hệ năng lượng mặt trời này, điện năng lượng mặt trời này. Đấy. Ở trong gia đình chúng ta rất là cần thiết những cái công năng như thế này, đúng quý vị. Bởi vì bây giờ điện cũng rất là giá rất là cao. Mà một căn biệt thự rộng lớn như thế này thì tiêu hao điện cũng rất là nhiều. Đấy, mỗi tháng chúng ta có thể trả đến 1 triệu đến 1 triệu rưỡi đến 2 triệu tiền điện cũng nên, đúng quý vị. Mà chúng ta có một gian điện năng lượng mặt trời như thế này, quý vị này. Đấy, chúng ta không phải mất một đồng tiền điện nào. Thì quý vị thử nghĩ xem, một căn biệt thự có đáng sống không ạ? Tuyệt vời. Và quý vị nhìn trên màn hình, quý vị cũng cảm nhận được, đúng không ạ? Mới tinh luôn, quý vị nhá. Căn biệt thự này chỉ mới được có hơn 1 năm thôi. Nhưng mà anh chủ nhà với chị chủ nhà là làm việc công tác bên nước ngoài, quý vị nhá, không có ở Việt Nam. Cho nên căn biệt thự của chúng ta mới đẹp lung linh luôn. Vâng, vậy là Tuấn Nguyễn đã review xong căn biệt thự này rồi. Đầy đủ công năng. Đấy. Đấy, diện tích này, sổ hồng này, thổ cư này, đúng không ạ? Công năng phòng ốc này, hồ cá coi này, bể bơi này. Rồi là khu vực view ba bên, đúng không ạ? Một căn biệt thự phải nói là cực kỳ nhiều công năng sử dụng, rất là sang trọng, đẳng cấp. Nằm ngay trung tâm thành phố Biên Hòa như thế này, mặt tiền, đúng không ạ? Có thể kinh doanh buôn bán, đi về các hướng thành phố lân cận rất là thuận tiện. Vâng, bây giờ Tuấn Nguyễn sẽ dành thời gian để báo giá căn biệt thự này cho quý vị và các bạn biết được. Hiện căn biệt thự này, chủ nhà đang gửi trên kênh của Tuấn Nguyễn với giá là 18,5 tỷ, quý vị nhá, 18 tỷ rưỡi. Đấy, còn thương lượng với chính chủ rất là mạnh, quý vị nhá. Đây, chúng ta hãy ngắm những chú cá coi này rồi quý vị trả giá luôn. Rồi. Đấy, 18 tỷ 500 triệu đồng. Quý vị còn thương lượng với chính chủ, đặc biệt là tặng full nội thất cho chúng ta hết quý vị nhá. Anh chị sống bên nước ngoài cho nên không có mang theo cái đồ dùng này được. Quý vị nhìn này, quý vị nào mà thích rượu thì đây. Người ta toàn rượu ngoại không? Đó quý vị nhá. Đấy, ấm chén là quý vị nhìn biết này. Đấy. Vâng. 18 tỷ 500 triệu đồng. Quý vị nào xem được cái video này của Tuấn Nguyễn, thích căn nhà này thì hãy liên hệ ngay với kênh nhà đất Tuấn Nguyễn quý vị nhé. Tuấn Nguyễn sẽ đưa quý vị đi xem căn biệt thự này. Đấy, gặp chính chủ nhà, thương thảo giá cả. Kênh nhà đất Tuấn Nguyễn là chuyên buôn bán nhà đất trên 3 thành phố Bình Dương, Đồng Nai và đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, không qua trung gian quý vị nhé. Nhà đất chính chủ không qua trung gian, Tuấn Nguyễn chỉ đưa quý vị đến gặp chủ nhà thôi và thương thảo giá cả thôi. Đấy, quý vị hãy vui lòng cho Tuấn Nguyễn xin một đăng ký kênh, một nốt like và hãy ấn chuông để có nhiều video mới nhất trên kênh nhà đất Tuấn Nguyễn mỗi ngày cho quý vị xem và tha hồ lựa chọn quý vị nhé. Cuối cùng Tuấn Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo.